Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ ba ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phục vụ thẩm tra luật phòng thủ dân sự làm việc với Ủy ban dân tỉnh. Gần 100 hộ dân ở thôn Khánh Tân 24 năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điện lực Ninh Thuận tiến hành chỉnh trang, bó gọn cáp, thông tin. Xây dựng mô hình điểm, nhà tôi có bình chữa cháy ở xã Phước Hà và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban dân tỉnh về thẩm tra luật phòng thủ dân sự. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Huyền, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, bà Đàn Thị Mỹ Hương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành đơn vị liên quan. Theo báo cáo, công tác phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh những năm qua đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và đạt được những kết quả quan trọng. Việc quán triệt triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn được triển khai chặt chẽ, đầy đủ kịp thời. Vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các ban ngành đoàn thể ở địa phương được phát huy, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng thủ dân sự được triển khai thường xuyên có hiệu quả. Bên cạnh đó, lực lượng thực hiện phòng thủ dân sự ở các cấp luôn được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn như nội dung tuyên truyền chưa phong phú, công tác đảm bảo ngân sách đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ dân sự và hoạt động phòng thủ dân sự còn hạn chế do điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn. Qua đó, tỉnh kiến nghị Quốc hội sớm ban hành luật phòng thủ dân sự và các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành luật để địa phương thực hiện đồng bộ, thống nhất, quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phòng chống thiên tai từ nay đến năm 2030. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cảm ơn những ý kiến đóng góp quan trọng của đoàn khảo sát đã nêu ra tại buổi làm việc. Qua đó, Ủy ban dân tỉnh sẽ sớm rà soát lại những vấn đề, ý kiến góp ý mà đoàn khảo sát đã đặt ra để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng thủ dân sự trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, dự án luật phòng thủ dân sự dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư tới. Đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong công tác phòng thủ dân sự thời gian qua, đồng thời lưu ý tỉnh cần xác định rõ các loại hình sự cố thảm họa dân sự để chủ động ứng phó, đồng thời làm rõ một số vấn đề như quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự, chế độ chính sách đối với người tham gia hoạt động phòng thủ dân sự. Trung tướng Nguyễn Minh Đức cũng ghi nhận những ý kiến đề xuất kiến nghị của tỉnh trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, cũng như những góp ý về việc xây dựng dự thảo luật phòng thủ dân sự để trình Quốc hội trong thời gian tới. Sáng nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng cuối năm 2022, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương đến người cao tuổi, tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, phối hợp với ngành y tế khám sức khỏe, cấp sổ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi tại cơ sở, tiếp tục triển khai thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025, tập trung củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt các câu lạc bộ đã được thành lập mới, giải ngân kinh phí cho 10 câu lạc bộ trong quý 3 năm 2022, tiếp tục phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao người cao tuổi, tích cực vận động người cao tuổi phát huy vai trò kinh nghiệm, trí tuệ tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 1998, thực hiện quyết định 773 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình khai thác sử dụng đất hoàn hóa bãi bồi ven sông ven biển mặt nước ở các vùng đồng bằng. 100 hộ dân ở thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải đã tình nguyện chuyển đến nơi ở mới tại Gò Củ Cơm, nay là thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải. Tuy nhiên, 24 năm trôi qua, do nhiều nguyên nhân, đến nay gần 100 hộ dân nơi đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phản ánh của phóng viên Vũ Minh. Khu tái định cư thôn Khánh Tân, xã Nhân Hải, huyện Ninh Hải. Gia đình bà Bời là một trong số các hộ đầu tiên chuyển về khu tái định cư này. 24 năm qua, dù đã nhiều lần làm thủ tục, nhưng đến nay bà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân là do hồ sơ chứng minh nguồn gốc đất bị thất lạc và bà chưa đủ 20 triệu để nộp tiền sử dụng đất. Có ai làm nổi đâu. Hùng vào mà tiền đâu bỏ ra mấy chục triệu mà làm. Người ta cũng nói sao không có đất, nhà mà không có sổ đỏ đồ đi dây tiền. Ta cũng hỏi vậy mình đâu có sổ đỏ đó mình đưa ra. Tại khu tái định cư thôn Khánh Tân, những trường hợp như bà Bời không hiếm. Năm 1998, thực hiện quyết định 773 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình khai thác sử dụng đất hoang hóa, bãi bồi ven sông, ven biển, mặt nước ở các vùng đồng bằng. 100 hộ dân ở thôn Khánh Nhân đã tình nguyện đến vùng đất mới Gò Củ Cơm. Tại đây, họ được cấp một lô đất khoảng 200m² và 800.000 đồng hỗ trợ san ủi mặt bằng. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hải cho biết, thời điểm đó, địa phương đã phối hợp cùng phòng định canh định cư huyện để cấp đất và tiền cho dân. Việc giao đất và tiền được thực hiện dưới hình thức ký nhận. Ngoài ra, không có thêm bất cứ giấy tờ tài liệu nào khác liên quan đến việc di dân tái định cư của người dân thôn Khánh Tân. Một lần nữa khẳng định, đối với 100 hộ này được nhà nước giao đất thời điểm năm 1998 tại thôn Khánh Tân là đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, là phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cho nhà nước thì bà con mới được nhận sổ. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ninh Hải cũng khẳng định, theo Điều 11 Nghị định 45 của Chính phủ, những trường hợp này hiện nay không thuộc diện miễn giảm tiền sử dụng đất. Nếu muốn được miễn giảm, các hộ dân này còn có giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc di dân, tái định cư này. Nhưng do thời gian quá lâu, phòng định canh định cư của huyện giải thể, sáp nhập, dẫn đến thất lạc hồ sơ. Tất cả các hồ sơ tại thời điểm đó phải nói là lưu trữ rất là sơ sài, do đó là không có số hóa như hiện nay, do đó là việc mà lưu trữ nó không đảm bảo. Rồi đã sáp nhập các phòng lại với nhau, cho nên là cái việc mà hồ sơ lưu trữ nó không có được đảm bảo như tôi nói đó, cho nên là không còn hồ sơ để mà làm căn cứ để mà huyện đề nghị ủy ban tỉnh là chấp thuận chủ trương mà cho miễn giảm tiền đất tại khu vực này. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đời sống của các hộ dân này khấm khá. Thôn Khánh Tân là địa phương khó khăn của xã Nhân Hải nhiều năm nay. Số tiền từ 15 đến 25 triệu đồng nộp tiền sử dụng đất để làm sổ đỏ là một số tiền lớn đối với họ vào lúc này. Cứu cánh duy nhất đối với họ là những giấy tờ pháp lý giờ cũng không thể tìm ra. Nếu mà đóng phí hoàn toàn mà người ta không có để cần vốn để vay á, thì người ta bỏ đồng tiền nó mấy chục triệu ra, người ta làm nó rất là khó khăn đối với người ta. Thì theo tôi là người ta chờ để có chính sách của xã hoặc là huyện tỉnh gì đó để làm cái sổ miễn phí cho ta, thì tôi thấy cái đó là cũng điều cần thiết. Tiếp tục tham mưu cho ủy ban huyện là tiếp tục rà soát lại, còn bà con thì cứ việc thực hiện nhiệm vụ của mình bằng cách là phải, tại vì kê khai đăng ký đất đai là bắt buộc. Do đó là bà con cứ kê khai đăng ký rồi sau đó cấp giấy chứng nhận đất. Sau đó thì nhiệm vụ của các cơ quan chức năng tiếp theo thì có văn bản tham mưu ban huyện để có ý kiến với ban tỉnh. Khi mà rà soát có thì việc thực hiện nhiệm vụ của bà con thì sẽ hoàn trả lại theo quy định thôi. 24 năm trôi qua, dân cư thôn Khánh Tân giờ đã đông hơn gấp 3 lần với thời điểm ban đầu. Phần đông các hộ dân ở đây chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hồ sơ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất bị thất lạc và không đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất. Mong muốn của họ là được các cấp, các ngành vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để họ yên tâm, an cư, lạc nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay công ty điện lực Ninh Thuận đang quản lý trên 190 km đường dây truyền tải điện và cấp điện cho hơn 190.300 khách hàng. Toàn bộ hệ thống lưới điện này chưa được ngầm hóa. Bên cạnh đó, hệ thống cáp thông tin liên lạc, truyền hình lắp đặt không thống nhất, mỗi nơi mỗi kiểu nên dễ gây ra các sự cố về điện và mất mỹ quan đô thị. Do đó, hàng năm công ty điện lực Ninh Thuận phải tiến hành chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện, chủ động ngăn chặn các sự cố mất an toàn điện và trả lại vẻ mỹ quan đô thị. Khu vực đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm có hệ thống lưới điện, cáp viễn thông cùng treo chung một trụ. Vào mùa mưa, lưới điện này rất dễ xảy ra sự cố về điện bởi tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt. Do đó, công ty điện lực Ninh Thuận phải tiến hành loại bỏ cáp thừa và sử dụng giá treo, đỡ cáp để thu gọn tất cả các loại dây cáp điện, cáp viễn thông thành từng bó gọn gàng. Điện lực cũng đã phối hợp với các đơn vị viễn thông thực hiện rà soát, thu gom cáp không sử dụng và thực hiện bó gọn lại để đảm bảo mức an toàn cho người dân và đô mỹ quan đô thị. Trong năm 2022, công ty điện lực Ninh Thuận đầu tư gần 700 triệu đồng để chỉnh trang bó gọn cáp thông tin khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm tại 33 tuyến đường và dọc theo lưới điện của 8 trạm hạ áp với tổng chiều dài 8,3 km. Chỉ trong buổi sáng ngày 12 tháng 7, hơn 400 mét cáp điện, cáp viễn thông trên trục đường 21 tháng 8 đã được bó gọn an toàn. Rất là gọn gàng luôn mà nó sạch sẽ đường cái đâu thấy nó. Còn khi mà chưa làm ở ngoài xong rồi mình thấy dây điện, dây đồ nó nhiều lắm, ai đi ngang qua ta cũng hơi sợ đó. Việc bó gọn cáp thông tin khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ hoàn thành trong quý 4 năm nay. Đến thời điểm này, công ty điện lực Ninh Thuận đã hoàn thành việc bó cáp trên 50% tuyến đường. Việc chỉnh trang bó gọn cáp thông tin giúp hạn chế tối đa các sự cố mất an toàn trong vận hành lưới điện, đồng thời trả lại vẻ mỹ quan cho các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Ngành y tế Ninh Thuận đang đẩy mạnh triển khai, ứng dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật y khoa chuyên sâu trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến tỉnh, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, Ninh Thuận đang tập trung triển khai thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2021-2025, đề án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816 để đào tạo cán bộ y dược có trình độ đại học và sau đại học, thực hiện chính sách thu hút, chế độ đãi ngộ, giữ chân đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn tay nghề cao, yên tâm công tác. Ngoài ra, tỉnh phối hợp với các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa hiện đại, đào tạo tại chỗ cho đội ngũ y bác sĩ địa phương, nâng cao trình độ chuyên môn để giúp bệnh nhân không phải chuyển viện, giảm nguy cơ cho bệnh nhân và hạn chế chi phí điều trị, qua đó góp phần nâng cao vị thế các bệnh viện nói riêng và ngành y tế tỉnh Ninh Thuận nói chung. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, thời tiết mùa hè nóng ẩm, mưa nắng thất thường nên trẻ em thường bị bệnh. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý sức khỏe của trẻ để có biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời, không để xảy ra các biến chứng nguy hiểm cho trẻ. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong tháng 6 năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận 36 ca bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em, cao gấp 5-6 lần so với những tháng trước đó. Sốt xuất huyết là một trong những bệnh thường gặp ở trẻ em trong mùa hè. Hầu hết các ca nhập viện đều trong tình trạng nóng sốt nhiều ngày. Bệnh nhân tập trung chủ yếu ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bé triệu chứng là nóng, từ nó đi chơi từ 12 giờ, 1 giờ nó nóng, ở nhà nó nằm. Thế bé đỏ hai con mắt, bên bác sĩ môn chích một mũi uống lại, uống càng nóng nữa, không có hạ sốt. Rồi sáng thứ sau em chuyển xuống bệnh viện Ninh Sơn. Nằm ở đó được 4 ngày họ xét nghiệm họ nói bé bị sốt huyết. Sốt xuất huyết là do muỗi Aedes aegypti truyền. Chính vì thế là bà con chúng ta là phải dự phòng, công tác dự phòng là đi đầu. Nhất là về vệ sinh môi trường như là những cái châm nước mình phải có chỗ đậy, thường xuyên vệ sinh để lăng quăng khỏi phát triển. Cái thứ hai nữa bà con chúng ta phải nên cho các cháu là nằm mùng. Đầu tháng 5 năm 2022 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận gần 1.200 trẻ em nhập viện điều trị bệnh.
Những ngày gần đây, mỗi ngày có từ 25 đến 30 trẻ điều trị nội trú. Các bệnh trẻ em mắc phải chủ yếu là sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, viêm phổi. Hai ngày ở nhà thì bé bị sốt. Sốt cỡ khoảng 38 độ mấy á, và em cho bé uống thuốc. Mấy tiếng sau thì bé lại sốt tiếp và kéo dài đến được 2 ngày á. Và ngày thứ 3 thì bắt đầu bé kêu là đau miệng, mẹ ơi con đau miệng quá. Thì gỡ miệng ra thì thấy nó dợp lên cái miệng rồi. Rồi em mới thấy vậy, đi khám bác sĩ ngoài thì người ta nói là tay chân miệng. Đối với các cái bệnh gọi là bệnh dịch về mùa hè chúng ta thường gặp là ba cái bệnh nhiều nhất, tức là tay chân miệng, sốt xuất huyết và bệnh tiêu chảy. Cho nên chúng tôi cũng khuyên tất cả các cái bậc phụ huynh, các bà mẹ có con em mình, đặc biệt là các cháu dưới 5 tuổi về mùa này cần phải đảm bảo vệ sinh, ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước và cần quan tâm đến các cháu xem các cháu có bị bệnh, có sốt không, có quấy khóc không và có cái biểu hiện là ăn uống kém hay không. Trẻ em là đối tượng có hệ miễn dịch và sức đề kháng yếu. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh còn trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về các bệnh thường gặp của trẻ em để có biện pháp phòng tránh, không để bệnh trở nặng, dễ gây ra những biến chứng về sau đối với sức khỏe của trẻ. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cửa hàng xăng dầu Thanh Tùng ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. Theo tình huống giả định, do khách hàng bật lửa hút thuốc lá tại khu vực bơm xăng nên đã gây cháy một cột bơm xăng số 1. Đám cháy lan ra các khu vực lân cận và có khả năng gây nổ, đe dọa đến tính mạng khách hàng, nhân viên cây xăng. Lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng phát tín hiệu báo động, gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, kết hợp sử dụng phương tiện chữa cháy hiện có để khống chế, không để cháy lan. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 2 xe nghiệp vụ cùng 15 cán bộ chiến sĩ kịp thời đến hiện trường tham gia chữa cháy. Sau 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức đảm bảo an toàn phòng cháy cũng như kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy cho chủ doanh nghiệp và nhân viên cửa hàng kinh doanh xăng dầu, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi cháy nổ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng lực lượng chữa cháy ở cơ sở là việc làm hết sức cần thiết nhằm triển khai nhanh chóng công tác chữa cháy ban đầu, hạn chế thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra. Điều này lại càng quan trọng hơn đối với những địa bàn vùng sâu vùng xa, nơi không có lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Xuất phát từ thực tế này, Công an huyện Thuận Nam đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai xây dựng mô hình điểm nhà tôi có bình chữa cháy tại xã Phước Hà. Hàng hóa được sắp xếp tương đối gọn gàng, tạo lối thoát hiểm an toàn khi có tình huống cháy. Bình chữa cháy được đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy nhất. Đây là những thay đổi lớn nhất từ khi ông Nguyễn Văn Nền tham gia mô hình nhà tôi có bình chữa cháy. Ông Nền cho biết, mặc dù buôn bán hàng dễ cháy, nhưng trước đây gia đình không trang bị bình chữa cháy, các biện pháp phòng cháy cũng chưa được chú trọng. Qua sự hướng dẫn của lực lượng công an, ông Nền đã làm các kệ để hàng hóa gọn gàng, không để hàng hóa tràn lan, chắn lối đi như trước. Gia đình ông còn được hỗ trợ một bình chữa cháy và tập huấn kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy cơ bản. Trên địa phương, các nói chung các quán hầu như là đều có bình chữa cháy. Nhưng mà này rất là thuận tiện. Lỡ mỗi nhà đều có, nếu có hỏa hoạn, thông báo cho nhau, hỗ trợ cho nhau. Xã Phước Hà hiện có 25 hộ có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tuy số hộ sản xuất kinh doanh không nhiều, nhưng đây là địa bàn vùng sâu vùng xa. Do đó, khi phát sinh cháy nổ sẽ rất khó khăn trong công tác chữa cháy. Việc xây dựng mô hình nhà tôi có bình chữa cháy tại xã Phước Hà giúp nâng cao ý thức và sự chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy của các hộ dân. Đồng thời, qua đó tổ chức đội xung kích phòng cháy chữa cháy để sẵn sàng tương trợ các thành viên trong mô hình cũng như các hộ dân trên địa bàn xã khi cháy nổ xảy ra. Tập huấn rồi mình rất là biết những sự cố gì á, thì mình trước tiên mình phải phòng thủ trước. Ở nhà cũng có một cái bình phòng cháy chữa cháy. Mô hình cái nhà tôm nhà cháy là đã thành lập là 40 các thành viên trong cái mô hình đó, và là khi có cái cháy ra thì chúng tôi sẽ điều động và bằng
bằng cách hình thức là liên lạc bằng điện thoại hoặc là liên lạc qua cái phương tiện truyền thanh đó. Mô hình nhà tôi có bình chữa cháy của xã Phước Hà được thành lập vào tháng 4 năm 2022 với 40 thành viên tham gia. Việc triển khai thực hiện mô hình bước đầu đã nhận được sự tham gia tích cực của người dân. Qua mô hình, Công an huyện Thuận Nam và xã Phước Hà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, trao tặng nhiều bình chữa cháy cho các hộ gia đình, hướng dẫn cách sử dụng, tư vấn nơi đặt bình chữa cháy tiện lợi nhất, đồng thời kêu gọi, vận động người dân hưởng ứng thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian tới đó là tiếp tục là kêu gọi các cái hộ dân, là đặc biệt là các cái cơ quan trường học tiếp tục là hưởng ứng cái phong trào nhà tôi có bình chữa cháy để có duy trì cái bình chữa cháy này. Với phương châm 4 tại chỗ, mô hình nhà tôi có bình chữa cháy là mô hình thiết thực nhằm chủ động lực lượng và phương tiện chữa cháy của nhân dân địa phương, kịp thời ngăn chặn giặc lửa ngay từ khi mới phát sinh, góp phần giảm nhẹ thiệt hại đến mức thấp nhất. Mô hình này dự kiến sẽ được ngành công an và các địa phương nhân rộng trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhận tin nhắn và những cuộc gọi đến tự xưng là số của Tổng đài Cảnh sát Giao thông thông báo về biên bản phạt nguội do vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua xác minh của lực lượng chức năng, đây là hành vi lừa đảo. Ngày 11 tháng 7, anh Phạm Cao Sang ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam nhận được tin nhắn và điện thoại của một đối tượng yêu cầu anh Sang cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản phạt nguội do lỗi vi phạm chạy quá tốc độ qua ghi nhận từ hệ thống camera giám sát giao thông của Công an tỉnh Ninh Thuận. Có một số điện thoại gọi tới, thì số điện thoại nó là đầu số di động, nhưng mà khi mà em nghe máy thì ở trên đó là giọng của tổng đài thông báo là bạn có một biên bản phạt nguội. Và đây là thông báo cuối cùng, để bạn biết thêm chi tiết á, và hình thức đóng phạt như thế nào là bạn vui lòng nhấn phím 9. Thì em cũng nhấn phím 9 để em nghe, thì giọng một người phụ nữ, thì bạn đó lại nói là yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của em để họ kiểm tra cho em là hình thức là em bị cái gì. Nghi ngờ đối tượng gọi điện thoại là kẻ xấu, anh Sang đã không thực hiện theo yêu cầu, đồng thời đã đến phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh để trình báo làm rõ sự việc. Trước thủ đoạn lợi dụng hình thức phạt nguội vi phạm giao thông để lừa đảo, đại diện phòng cảnh sát giao thông khẳng định, theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát đều được lực lượng cảnh sát giao thông gửi thông báo bằng văn bản tới chủ phương tiện vi phạm, đề nghị tới đơn vị phát hiện vi phạm hoặc công an địa phương để xử lý. Đồng thời, không nhắn tin hay điện thoại thông báo, không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào. Khẳng định rằng là việc làm trên là do một số các đối tượng xấu là nhằm mục đích để trục lợi và lừa đảo bà con nhân dân. Thì chúng tôi cũng thông báo với bà con nhân dân để bà con nhân dân biết rằng là lực lượng cảnh sát giao thông là không thiết lập lên những cái tổng đài như trên, và là mọi cái hành vi vi phạm của người dân thông qua hệ thống giám sát thì đều được gửi thông báo theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Bộ Công an cũng như là của Cục Cảnh sát Giao thông. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này, không cung cấp chia sẻ thông tin cá nhân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng cho bất kỳ ai. Khi nhận được điện thoại hay tin nhắn có những nội dung trên, hãy trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ điều tra xử lý. Chương trình thời sự 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ